AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Pokemon, từ một series game của Nintendo, đã dần trở thành một trong những thương hiệu giải trí, biểu tượng văn hóa lớn nhất trên thế giới và có tầm ảnh hưởng rất lớn đến hầu hết quốc gia. Tại Việt Nam, cái tên Pokemon hay bảo bối thần kỳ chắc chắn không hề xa lạ với nhiều người, đặc biệt là giới game thủ trẻ. Theo đó, các tựa game đề tài đấu thú trong và ngoài nước luôn được phát hành đều đặn và được game thủ đón nhận nồng nhiệt. Sau đây là 8 tựa game Pokemon mà theo AFK Mobi là chất lượng nhất, có thể thỏa mãn niềm đam mê huấn luyện các bảo bối đáng yêu của bạn trong dịp hè này đấy. Siêu thần thú mobile. Siêu thần thú mobile vẫn giữ nguyên lối chơi idol quen thuộc, kết hợp với chiều sâu chiến thuật từ series game Pokemon để đem đến một tựa game Pokemon thú vị trên di động. Chắc chắn sẽ thu hút được phần lớn game thủ yêu thích Pokemon nói riêng và các fan của dòng game idol nói chung. Người chơi sẽ lập một đội hình lên tới 6 Pokemon luôn sẵn sàng chiến đấu với mọi đối thủ theo giao diện màn hình dọc, dễ cầm nắm, thao tác. Thậm chí ngay cả khi bạn offline, đội hình này vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu và thu về nhiều tiền vàng, kẹo quý hoặc huy hiệu, mảnh thú. Những tài nguyên chỉ nhiều trong game giúp bạn mạnh hóa đội hình từng ngày. F-Guardian. F-Guardian là một tựa game idol nhập vai đấu Pokemon vô cùng quen thuộc. Tham gia vào game, bạn sẽ sắm vai một huấn luyện viên Pokemon trên hành trình trở thành nhà vô địch, một bậc thầy huấn luyện Pokemon giỏi nhất. Bạn sẽ được gặp gỡ, thu phục, huấn luyện và chiến đấu với vô số loài Pokemon đủ hình dạng, đủ năng lực. Game sở hữu đồ họa 3D tuyệt đẹp, sắc nét, đậm phong cách của một tựa game Pokemon nguyên bản. Thiết kế giao diện màn hình dọc cũng rất trực quan, không gây rối mắt. Game thiết lập góc camera nhìn nghiêng, đủ để phô bày ra những yếu tố ngoại cảnh như tòa nhà, cây cối, hang động, khiến thế giới game trở nên sinh động. Trainer Zone. Trainer Zone là sản phẩm game mobile cho phép người chơi trải nghiệm cảm giác của nhà huấn luyện Pokemon theo phong cách idol. Tất nhiên, trò chơi vẫn cố gắng truyền tải được hết cái hay của Pokemon. Điều còn lại sẽ do lối chơi idol định đoạt. Cũng như bao tựa game idol khác, Trainer Zone Mobile đưa ra cho người chơi một đội hình lên tới 6 Pokemon luôn sẵn sàng chiến đấu với mọi đối thủ theo giao diện màn hình dọc, dễ cầm nắm. Thậm chí ngay cả khi bạn offline, đội hình này vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu và đem lại các tài nguyên chính trong game. Tuy vậy, để mở khóa những cột mốc mới và thu được nhiều tài nguyên, thì người chơi cần phải khiêu chiến boss và giành chiến thắng. Micromon Universe Remake. Micromon Universe Remake là tựa game nhập vai chiến thuật màn hình dọc với lối chơi đấu tướng kiểu nhàn rỗi, có đồ họa pixel xưa cũ. Game có cơ chế nhân vật đa dạng và nhà phát triển đã khẳng định rõ điều này khi không ngại khoe hàng loạt nhân vật theo chuẩn nguyên tác Pokemon, khẳng định sẽ tái hiện một cách hoàn chỉnh từng khung cảnh và cốt truyện dựa trên những cửa ải được sắp xếp theo từng chương. Thay vì chọn đồ họa 3D sắc nét, thì Micromon Universe Remake lại đi theo phong cách pixel cổ điển. Thoạt trông không bắt mắt cho lắm, nhưng sản phẩm lại tạo được nét riêng trên smartphone. Bên cạnh đấy, game còn sử dụng những gam màu tươi sáng, tạo hình nhân vật chính và Pokemon theo chuẩn phiên bản gốc. Thêm vào đấy là vài điểm nhấn nhá tạo nét, như Squirtle đeo kính đen, vừa đáng yêu lại vô cùng vui nhộn.
Magic Eyes. Magic Eyes lấy chủ đề dựa trên câu chuyện về Pokemon được thể hiện cực kỳ nổi bật và liền mạch theo bố cục giao diện màn hình ngang Full HD. Tham gia vào game, bạn sẽ sắm vai nhân vật chính tên là Satoshi, đang trên đường thực hiện ước mơ cháy bỏng và to lớn nhất cuộc đời mình, đó là trở thành nhà vô địch, một bậc thầy huấn luyện Pokemon. Theo đó, mới đầu bạn chỉ có thể sở hữu một thú cưng đồng hành duy nhất. Trên chặng đường phiêu lưu tới hòn đảo Paseo, người chơi sẽ chiến đấu và thu phục thêm Pokemon đồng hành với mình. Tất nhiên, trong Magic Eye, mối quan hệ giữa huấn luyện viên và Pokemon được liên kết mạnh mẽ. Thủy thần trỗi dậy H5. Thủy thần trỗi dậy H5 thuộc thể loại game phòng thủ cứ điểm kết hợp lối chơi ghép pet kiểu rảnh tay, có nội dung hình ảnh vô cùng thân thuộc với fan Pokemon. Cụ thể, bối cảnh game diễn ra khi hòn đảo thần bí của các nàng tiên cá bị lũ ma quỷ xâm phạm. Lúc này bạn sẽ sắm vai một thủy thần có khả năng triệu hoán các linh thú đứng ra bảo vệ vùng đất thiêng. Với hơn 35 chủng loài pet, cộng khả năng tiến hóa và thăng tiến sức mạnh không ngừng, mà trò chơi hứa hẹn mang đến cho bạn những phút giây thư thái khi ngắm nhìn các linh thú siêu cấp của mình đứng ra làm việc chính nghĩa. Thần thú 3D. Thần thú 3D là game di động chiến thuật lấy đề tài huấn luyện Pokemon. Trò chơi tái hiện một cách hoàn hảo thế giới kỳ diệu của Pokemon. Với bối cảnh, tạo hình nhân vật cho tới hệ thống thần thú bám sát nguyên tắc, ít nhiều giúp người chơi gợi nhớ rất nhiều kỷ niệm về tựa game gốc, những phiên bản truyện tranh, anime liên quan tới thương hiệu đình đám này. Trò chơi có lối chơi chiến thuật đánh theo lượt, với một kho tàng dữ liệu về Pokemon vô cùng đồ sộ, giúp game thủ thoải mái lựa chọn và sáng tạo ra muôn vàn đội hình, với sự kết hợp của những chủng loài Pokemon đa dạng. Một trong những yếu tố làm nên sức hấp dẫn của thần thú 3D Mobile là việc phác họa thành công những tính năng riêng biệt của thương hiệu Pokemon, đó là thuộc tính và kỹ năng Pokemon. Bảo bối huyền thoại Gosu. Bảo bối huyền thoại là tựa game mobile thi đấu Pokemon thế hệ mới sắp được nhà phát hành Gosu cho ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 7 tới đây. Hứa hẹn sẽ làm lay động trái tim của biết bao fan hâm mộ Pokemon cả nước. Trong game, người chơi sẽ bắt đầu chinh phục giấc mơ trở thành nhà huấn luyện Pokemon tài ba. Xuyên suốt hành trình, bạn sẽ phải trải qua hàng loạt thử thách khó khăn, tham gia vô số trận chiến nảy lửa, thu phục hàng trăm Pokemon mới lạ. Bên cạnh đấy, bạn còn được gặp gỡ những người bạn đồng hành tuyệt vời và để lại những dấu ấn khó quên trong hành trình đầy màu sắc. Chỉ độc quyền ở FK Mobile, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi? Chỉ ngày đi.